Cardano.vn dịch tóm tắt video số 669, bí mật bẩn thỉu của truyền thông cần bị vạch trần. Chào mừng trở lại với Crypto Crypto. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ làm một điều mà các phương tiện truyền thông crypto truyền thống sẽ không làm, cho bạn biết sự thật về Cardano và tất cả các loại tiền thay thế khác này. Có rất nhiều điều cần chia sẻ. Vì vậy bạn chắc chắn muốn tiếp tục thực hiện việc này. Tôi thực sự muốn cho bạn một vài ví dụ và thảo luận về chất lượng báo chí kém cỏi của giới truyền thông, đồng thời đưa ra dữ liệu để bạn có thể thấy điều gì đang thực sự diễn ra. Chúng ta đã thấy số địa chỉ Cardano bị lỗ tăng hơn 94%. Đã đến lúc phải nhảy tàu Cardano chưa? Chúng ta thường xuyên thấy các bài viết tiêu cực trên các phương tiện truyền thông và có rất ít sự so sánh với các altcoin khác trong lĩnh vực. Họ thường tập trung vào nơi mọi người chủ yếu mua hàng và liệu đó có phải là cơ hội hay không. Trong các bài viết khác, chúng ta thảo luận lý do tại sao 50% người nắm giữ ADA có thể sớm kiếm được tiền, cùng với thực tế là 60% người nắm giữ ADA hiện đang thua lỗ. Nhiều địa chỉ ví đã mua ADA với giá cao hơn giá thị trường hiện tại và chỉ 35% người nắm giữ ADA có lãi. Điều này có gợi ý một cơ hội mua không? Các tiêu đề có thể khá tiêu cực. Hiện tại, 81% người nắm giữ Cardano đang phải đối mặt với tổn thất tài chính khi nắm giữ ADA, trong khi chỉ có 12% có lãi và 6% là trung lập. Tuy nhiên, điều mà các phương tiện truyền thông truyền thống thường không làm được trong lĩnh vực crypto là đưa ra các so sánh, để bạn có thể hiểu liệu Cardano có thực sự kém hơn các loại khác hay liệu nó có phù hợp với phần còn lại của thị trường hay không. Hãy thành thật mà nói, thực sự là như vậy, nhưng Cardano dường như bị mang tiếng xấu. Bạn hiếm khi thấy các bài viết liên quan đến các altcoin khác mà tôi sẽ nhấn mạnh. Ví dụ, Sandbox hiện có 99% chủ sở hữu bị thua lỗ tài chính và Arbitrum có 97%. Nếu chúng ta kiểm tra mạng Ethereum, chúng ta thấy 99% cũng hết tiền. Với Algorand, 94% chủ sở hữu cạn túi tài chính và chỉ 4% có lãi. Tương tự, 91% người nắm giữ Lido bị thua lỗ so với 81% của Cardano. Tại sao Cardano lại nhận được nhiều sự soi mói như vậy? Hãy đào sâu hơn. Quan có 94% thua lỗ, với 0% lợi nhuận. Axie Infinity cho thấy 95% thua lỗ, chỉ có 1% lợi nhuận. Polygon, Matic, có 96% số người không có lợi nhuận và tôi nằm trong số 2% đó. Trận lở tuyết không tệ đến thế nhưng vẫn có 57% nhà đầu tư rỗng túi. Xét về các loại crypto lâu đời hơn, Bitcoin có nhiều người kiếm tiền và Ethereum cho thấy lợi nhuận 63%. Tuy nhiên, chúng ta đặt câu hỏi về một số con số với Tron. Con số này khẳng định 97% số người có lợi nhuận, nhưng 70% người nắm giữ Tron hiện đã hết tiền. Trên Link cho thấy tỷ lệ hoàn vốn là 62% và Litecoin có 74,62% trong tình huống tương tự. Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy thất vọng. Có cảm giác như Cardano không có được sự đánh giá công bằng. Theo quan điểm của tôi, các phương tiện truyền thông cần phải chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn. Bạn có đồng ý với tôi không? Bạn có thấy thông tin này thú vị không? Đó có phải là điều bạn mong đợi? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của bạn. Tôi hy vọng bạn thích video ngày hôm nay. Nếu bạn làm vậy, hãy nhấn nút thích và tôi sẽ cập nhật cho bạn ở lần tiếp theo. Bài dịch tóm tắt được thực hiện bởi Cardano.vn và được tài trợ bởi quỹ Catalyst Fund 12. Hãy bấm like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.